Sau khi tạo được hiệu ứng tốt trong làng nhạc với hai ca khúc Mưa Tháng 6 và Đại Minh Tinh, ca sĩ Văn Mai Hương chính thức ra mắt album thứ tư trong sự nghiệp Minh Tinh, The Actress. Đây là dự án âm nhạc có hơi hướng điện ảnh, lấy cảm hứng từ những thước phim quen thuộc, mang một câu chuyện, một màu sắc âm nhạc khác nhau. Xếp hàng thì trông vẫn giống nhau, khá là giống. Minh Tinh, The Actress được lấy cảm hứng từ điện ảnh, mang đến nhiều màu sắc cung bậc cảm xúc, cùng sự chiêm nghiệm từ những câu chuyện tình có thật, cảm hứng từ các bộ phim nổi tiếng. Với 8 bài hát, Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền kể 8 câu chuyện với cách hòa âm phối khí theo những thể loại khác nhau để tạo ra những cung bậc cảm xúc cho khán giả khi nghe album. Mỗi một ca khúc ở trong album Minh Tinh thì đều được dựa trên ý tưởng của một cái bộ phim mà Hứa Kim Tuyền cũng như là Hương đã từng xem qua. Cái album lần này thì cái mức độ mà mình làm nó tập trung năng suất nhiều hơn là so với trước đây. Mọi người có thể nhìn thấy một Văn Mai Hương trưởng thành hơn trong âm nhạc, tiết chế hơn. Rất là nhiều những cái màu sắc góc cạnh khác của Văn Mai Hương, có thể là những cái góc ẩn khuất bên trong Hương nhưng mà nó lại không phải màu xám, mà nó lại có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Với Tuyền thì album Minh Tinh này nó là một cái gọi là một cái bước nhảy của cả Tuyền và Hương, tại vì trong album này thì cả hai đều thử nghiệm những cái rất là mới mẻ. Thì áp lực đó nó bắt đầu khi mà album Minh Tinh được thực hiện. Cả Hương và Tuyền đều rất là cố gắng trong cái việc là mình phải làm những sản phẩm như thế nào để mà vừa có thể tiếp cận được khán giả đại chúng nhưng vẫn đảm bảo về yếu tố thẩm mỹ âm nhạc và chuyên môn. Cho nên nó là một cái bài toán khó. Rất là may mắn là cho đến bây giờ thì Tuyền nghĩ là đã giải được phần nào rồi. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay. Với Minh Tinh, The Actress, đậm chất phim ảnh, Văn Mai Hương cùng Hứa Kim Tuyền gửi gắm thông điệp mỗi cuộc tình đi qua như những bộ phim mà bản thân mỗi người là Minh Tinh trong câu chuyện của chính mình. Hãy trải qua như cách chúng ta trải nghiệm mọi cảm xúc khi thưởng thức một bộ phim. Trong thời gian tới, bộ đôi Hương Tuyền sẽ tiếp tục đồng hành trong các dự án âm nhạc tiếp theo. Đại Minh Tinh đang khóc hay đang cười?